cho Cao Cường. Cao Quốc là cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ ở trong giai đoạn 2. Olusola dứt điểm không vào. Cơ hội rất tốt để cho Olusola có được bàn thắng thứ hai. Olusola dứt điểm không vào. Cơ hội rất tốt để cho Olusola có được bàn thắng thứ hai.